Có cái buồn nôn đấy là ta hiểu là có một cái bế tắc của tạng rỗng. Được rồi nhé, là buồn nôn không có nôn thức ăn nó dài dòng. Rồi đau sốt buồn nôn gì nữa? Chứ bệnh sử bệnh nhân đi tiểu có vàng không? Ừ, vậy có đau có sốt, đau nó có kèm theo buồn nôn, như là cái buồn nôn nó gắn với cái đau để ta hiểu là gì, nó có một cái bế tắc gì đấy của cái ống tiêu hóa hay một cái tạng rỗng, không được chưa, có sốt, có tiểu vàng sậm, như là đủ ba cái triệu chứng của một cái nhiễm trùng đường mật rồi, cái viêm đường mật rồi, mà nếu viêm đường mật cho sỏi thì cái ba cái triệu chứng đấy phải xuất hiện theo thứ tự, có theo thứ tự không, đau sốt rồi vàng da có không? Chắc không, không có, đừng có ép vô, tại vì không có. Không có thì vẫn chẩn đoán là nhiễm trùng đường mật. Trên bệnh nhân là nữ 4F, 3F gì đấy thì cũng đủ quy chuẩn để chẩn đoán là do sỏi rồi. Không cần phải ép cái sa cốt, sạc cô gì vô, hiểu không? Rồi, cả lâm sàng, khá lâm sàng có gì? Một bệnh nhân người nhiễm trùng đường mật do sỏi thì các lâm sàng tìm kiếm dấu hiệu nào? Có không? Có không? Cô này nhập viện bao lâu rồi? 12, 4 năm ngày rồi. Rồi, gì nữa? Tìm kiếm dấu hiệu nhiễm trùng vàng da, vàng mắt rồi gì nữa? Bụng khám sao? Dạ, bụng thì chỉ có ấm đau là bụng vị thôi. Nghe khám được cái lúc mới nhập viện không? Thì cả lâm sàng có gì? Còn lâm sàng thì là CRB tăng, siêu âm. Mày cầu bao nhiêu mà CRB tăng? Không lắm, CRB tăng là bao nhiêu? Tăng gấp 10 lần nó khác, tăng gấp 12, 30 lần nó khác. CRB là 77. Ừ, tăng 10 lần, cái gì nữa? Với lại siêu âm là dễ nhanh học qua trong vòng thời gian. Mấy mắt làm cái sỏi. Nó mặc chủ đường kính bao nhiêu? Còn bilirubin là bao nhiêu? Bilirubin thì là bình thường không. Bilirubin trực tiếp 0.2, bilirubin tổng 0.59. Sao chẳng phù hợp với tắc mật không? Nếu như trùng đường mật cho sỏi, sao bilirubin bình thường? Em nghĩ là sỏi này chưa có kẹt hết, có một phần đàn da, nên là không đi bình thường. Đàn da không có thấy rõ. Nhưng mà bilirubin sao là bình thường? Nhưng mà đau bao lâu rồi mới nhập viện? Đau một ngày là đủ, bilirubin nó tăng lên rồi. Không được chưa? Rồi, thứ mật như thế nào? Cái siêu âm có giới thiệu thứ mật gì không? Rồi thôi, nắm tầm tạm được 6 điểm. Thì cô đã có xem mổ, phụ mổ gì không? Chuyện ca khác, cả một tuần lễ luôn, vừa rồi làm gì?